ngày 21 tháng 10, Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú công bố và trao quyết định điều động cán bộ tại xã Phước Hưng. Đồng chí Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đến dự. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Ngoan, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện An Phú, tham gia vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Hưng, nhiệm kỳ 2020-2025. Trao quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Hưng, tham gia vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Đa Phước, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại lễ trao quyết định, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phùng Minh Tân ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí được điều động, đồng thời mong rằng tại đơn vị mới, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục cống hiến kinh nghiệm và trí tuệ cho sự phát triển của cơ quan đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.